Thầy phong thủy chỉ cách, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, cứ đặt củ tỏi vào vị trí này, sẽ phát tài phát lộc, tiền về tới tấp, giàu có vô địch thiên hạ trong tháng 8 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phúc Tự Tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về vận mệnh và cuộc sống của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 8 âm lịch năm 2024. Người tuổi Quý Mão vốn được biết đến với tính cách mềm mỏng, nhạy cảm nhưng đầy kiên định. Họ như dòng suối mát lành, chảy nhẹ nhàng nhưng không bao giờ dừng lại, luôn tìm kiếm con đường của riêng mình giữa cuộc đời đầy biến động. Trong triết lý Đông Phương, sự mềm mỏng và nhạy cảm của người tuổi Mão không phải là yếu điểm, mà ngược lại, đó là nguồn sức mạnh tiềm ẩn, giúp họ thích nghi với mọi hoàn cảnh và vượt qua những thử thách một cách tinh tế. Tháng 8 âm lịch năm nay sẽ là thời điểm mà người tuổi Quý Mão cần tận dụng hết sự khéo léo và tinh tế của mình để tạo ra những bước tiến mới trong cuộc sống. Đây chính là lúc để họ thể hiện sự kiên định và khéo léo trong việc quản lý các mối quan hệ, công việc và cả trong việc bảo vệ sức khỏe của mình. Hãy cùng tôi đi sâu vào từng khía cạnh của cuộc sống trong tháng này để khám phá những cơ hội và thách thức mà người tuổi Quý Mão sẽ đối mặt, cũng như cách họ có thể tận dụng tối đa những yếu tố phong thủy để đạt được sự cân bằng và thịnh vượng. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thầy phong thủy chỉ cách, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, cứ đặt củ tỏi vào vị trí này, sẽ phát tài phát lộc, tiền về tới tấp, giàu có vô địch thiên hạ trong tháng 8 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta sẽ điểm qua đặc trưng tính cách và vận mệnh của con giáp tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 mang trong mình những đặc điểm tính cách độc đáo và đáng quý, nổi bật là sự dịu dàng, tinh tế và khả năng ngoại giao tuyệt vời. Những phẩm chất này không chỉ định hình cách họ tương tác với thế giới xung quanh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cách họ xây dựng sự nghiệp, duy trì các mối quan hệ tình cảm và bảo vệ sức khỏe của mình. Sự dịu dàng là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Quý Mão. Họ thường được ví như những cánh hoa mềm mại giữa cuộc đời khắc nghiệt, luôn biết cách giữ cho mình một tâm hồn bình yên, không bị những sóng gió bên ngoài làm lung lay. Sự dịu dàng này không đồng nghĩa với yếu đuối, mà ngược lại, nó thể hiện một sức mạnh tiềm ẩn, giúp người tuổi Quý Mão dễ dàng thích ứng và vượt qua những tình huống khó khăn. Trong cuộc sống, họ thường tiếp cận mọi vấn đề với sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và biết cách lắng nghe trước khi đưa ra quyết định. Tinh tế là một phẩm chất khác không thể thiếu của người tuổi Quý Mão. Họ có khả năng cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc những điều nhỏ nhặt mà nhiều người có thể bỏ qua. Sự tinh tế này giúp họ xử lý các tình huống phức tạp một cách khéo léo, tạo ra những giải pháp mà ít ai có thể nghĩ tới. Trong giao tiếp, sự tinh tế của họ khiến người khác cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, từ đó xây dựng được những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Khả năng ngoại giao của người tuổi Quý Mão là một trong những yếu tố quan trọng giúp họ đạt được thành công trong cuộc sống. Họ không chỉ giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ mới mà còn khéo léo duy trì và phát triển những mối quan hệ hiện có. Khả năng ngoại giao của họ được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, cảm thông và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ biết cách làm hài lòng người khác mà không làm mất đi giá trị bản thân. Điều này giúp họ trở thành những đối tác, đồng nghiệp và người bạn đáng tin cậy. Tác động của những đặc điểm này đến sự nghiệp. Trong sự nghiệp, sự dịu dàng và tinh tế của người tuổi Quý Mão giúp họ xử lý công việc một cách hiệu quả và khéo léo. Họ không phải là kiểu người thích đối đầu trực tiếp hay áp đặt ý kiến lên người khác. Thay vào đó, họ chọn cách tiếp cận mềm dẻo, linh hoạt, nhưng vẫn giữ được sự kiên định của mình. Điều này giúp họ tránh được những xung đột không cần thiết, tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và tích cực. Khả năng ngoại giao tốt cũng là một lợi thế lớn trong sự nghiệp của người tuổi Quý Mão. Họ dễ dàng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác và cấp trên. Sự khéo léo trong giao tiếp giúp họ thăng tiến nhanh chóng và được tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, trong những tình huống căng thẳng hoặc cần thương lượng, người tuổi Quý Mão thường là người giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, sự dịu dàng và tinh tế cũng có thể trở thành điểm yếu nếu người tuổi Quý Mão không biết cách bảo vệ mình. Họ cần phải học cách thể hiện quan điểm và ý kiến của mình một cách rõ ràng hơn, đặc biệt là trong những tình huống đòi hỏi sự quyết đoán. Việc giữ một lập trường vững vàng và không để cảm xúc chi phối quá nhiều sẽ giúp họ tránh được việc bị lợi dụng hay bị ép buộc trong công việc.
tác động của những đặc điểm này đến tình cảm. Trong tình cảm, sự dịu dàng và tinh tế của người tuổi Quý Mão khiến họ trở thành những người bạn đời, người yêu lý tưởng. Họ biết cách chăm sóc và quan tâm đến cảm xúc của đối phương, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Tình cảm của người tuổi Quý Mão thường sâu đậm và chân thành. Họ không thích những mối quan hệ hời hợt hay tạm bợ. Tuy nhiên, sự nhạy cảm của họ đôi khi có thể trở thành gánh nặng trong mối quan hệ tình cảm. Họ dễ bị tổn thương bởi những lời nói hoặc hành động thiếu suy nghĩ từ đối phương, và đôi khi có xu hướng giữ lại những nỗi buồn trong lòng mà không bày tỏ ra. Điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm và khoảng cách trong mối quan hệ. Do đó, người tuổi Quý Mão cần học cách mở lòng hơn, chia sẻ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn để duy trì sự hài hòa trong mối quan hệ. Khả năng ngoại giao tốt cũng giúp người tuổi Quý Mão trong việc duy trì mối quan hệ gia đình. Họ biết cách tạo ra một không gian ấm cúng, nơi mọi người có thể thoải mái chia sẻ và yêu thương nhau. Sự tinh tế trong việc xử lý các mâu thuẫn gia đình giúp họ giữ được hòa khí và sự gắn kết giữa các thành viên. Tuy nhiên, họ cần cẩn thận để không bị cuốn vào việc làm hài lòng người khác quá mức, đôi khi cần phải đặt lợi ích cá nhân lên trước để bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Tác động của những đặc điểm này đến sức khỏe. Về sức khỏe, sự dịu dàng và nhạy cảm của người tuổi Quý Mão cũng có những ảnh hưởng nhất định. Họ có xu hướng lo lắng và dễ bị căng thẳng khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Sự nhạy cảm về cảm xúc có thể khiến họ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần, nếu không biết cách quản lý stress một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với sự tinh tế và khả năng tự nhận thức, người tuổi Quý Mão cũng có khả năng duy trì sức khỏe tốt bằng cách lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh lối sống một cách hợp lý. Họ có xu hướng ưa chuộng những hoạt động nhẹ nhàng như yoga, thiền định hoặc đi dạo trong thiên nhiên, giúp thư giãn tinh thần và cải thiện sức khỏe tổng thể. Việc giữ gìn sức khỏe đối với người tuổi Quý Mão không chỉ là việc chăm sóc cơ thể, mà còn là duy trì sự cân bằng giữa tâm hồn và thể xác. Họ cần phải đảm bảo rằng họ không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn dành thời gian để thư giãn và nuôi dưỡng tâm hồn. Điều này sẽ giúp họ giữ được năng lượng tích cực và sự bình an trong tâm trí, từ đó tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tổng quan tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Quý Mão những trải nghiệm đa dạng và phong phú, đồng thời cũng là thời điểm đầy biến động với nhiều cơ hội và thách thức. Với tính cách mềm mỏng, nhạy cảm nhưng kiên định, người tuổi Quý Mão có thể dễ dàng thích nghi với những thay đổi này và tận dụng chúng để tạo ra sự thăng tiến trong cuộc sống. Tháng này, người tuổi Quý Mão sẽ cảm nhận rõ rệt sự chuyển động của các dòng năng lượng xung quanh mình. Những thay đổi có thể đến từ nhiều phía, công việc, tài chính, tình cảm và sức khỏe. Tuy nhiên, với sự tinh tế và khả năng ngoại giao tốt, bạn sẽ biết cách xử lý mọi tình huống một cách khéo léo và đạt được sự cân bằng cần thiết. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn sử dụng sự khéo léo và linh hoạt của mình, không chỉ để vượt qua các thử thách mà còn để tạo ra những cơ hội mới, mở ra con đường cho sự phát triển dài hạn. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, trong tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến giao tiếp, thương lượng và quan hệ đối tác. Sự khéo léo và khả năng ngoại giao của bạn sẽ là những yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được những mục tiêu nghề nghiệp một cách dễ dàng hơn. Tháng này, bạn có thể đối diện với một số dự án mới hoặc các nhiệm vụ đòi hỏi sự tinh tế trong việc xử lý. Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình và ghi điểm với cấp trên hoặc đối tác. Điều quan trọng là bạn cần giữ vững sự bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối quá nhiều. Dù gặp phải những tình huống khó khăn, hãy nhớ rằng sự mềm mỏng kết hợp với kiên định sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão cũng nên chú ý đến việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tại nơi làm việc. Một lời khuyên nhỏ là hãy luôn cởi mở và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác. Điều này không chỉ giúp bạn dễ dàng hòa nhập với mọi người mà còn tạo ra sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau. Trong các cuộc họp hoặc thương lượng, hãy tận dụng sự nhạy cảm của mình để đọc hiểu cảm xúc của đối phương, từ đó đưa ra những quyết định hợp lý và có lợi cho cả hai bên. Về phương diện tài lộc của Quý Mão trong tháng 8 âm lịch. Về mặt tài chính, tháng 8 âm lịch có thể mang lại cho người tuổi Quý Mão những cơ hội tài lộc đáng kể, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi bạn phải có sự cẩn trọng trong việc quản lý tài sản của mình. Các cơ hội tài chính có thể đến từ các khoản đầu tư hoặc từ những dự án mà bạn đã theo đuổi từ trước. Tuy nhiên, không nên quá nóng vội hay đặt cược quá nhiều vào những dự án mạo hiểm.
Người tuổi Quý Mão nên tập trung vào việc duy trì sự ổn định trong tài chính. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và có kế hoạch dự phòng. Tháng này cũng là thời điểm tốt để xem xét lại các khoản chi tiêu và tìm cách tiết kiệm. Sự khéo léo và cẩn thận trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không cần thiết và duy trì được sự thịnh vượng trong suốt tháng. Một lời khuyên nhỏ là hãy tìm cách tăng cường thu nhập bằng các hoạt động phụ, chẳng hạn như tận dụng kỹ năng cá nhân để kiếm thêm thu nhập hoặc đầu tư vào các lĩnh vực ít rủi ro hơn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính mà còn tạo ra một dòng thu nhập ổn định, hỗ trợ cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe là một trong những yếu tố mà người tuổi Quý Mão cần đặc biệt chú ý trong tháng 8 âm lịch này. Sự nhạy cảm của bạn có thể khiến bạn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là trong những thời điểm có nhiều căng thẳng hoặc áp lực công việc. Hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và lắng nghe cơ thể mình. Tháng này, bạn nên chú trọng đến việc duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm chế độ ăn uống cân bằng, đủ giấc ngủ và thường xuyên tập luyện thể dục. Các hoạt động như yoga, thiền định hoặc thậm chí là đi dạo trong thiên nhiên có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần. Ngoài ra, người tuổi Quý Mão cần cẩn thận với các vấn đề về hệ thần kinh và tiêu hóa. Cố gắng tránh những căng thẳng kéo dài và hạn chế sử dụng các chất kích thích như cà phê, rượu bia. Tháng này cũng là thời điểm tốt để kiểm tra sức khỏe tổng quát, đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Xem tử vi tình duyên và gia đạo của Quý Mão trong tháng 8 âm lịch. Trong lĩnh vực tình cảm, tháng 8 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Quý Mão nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng cũng là cơ hội để bạn cải thiện và củng cố mối quan hệ với người thân và người yêu. Sự dịu dàng và tinh tế của bạn sẽ là chìa khóa để duy trì sự hài hòa và cân bằng trong các mối quan hệ. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy cùng nhau giải quyết những hiểu lầm hoặc vấn đề tồn tại trước đó. Hãy sử dụng sự khéo léo trong giao tiếp để tạo ra những cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở, giúp cả hai hiểu nhau hơn và xây dựng một mối quan hệ vững chắc hơn. Đối với những người tuổi Quý Mão còn độc thân, tháng này có thể mang lại những cơ hội gặp gỡ và kết nối với những người mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ những cảm xúc mãnh liệt ngay từ đầu. Đôi khi, những mối quan hệ bền vững lại bắt đầu từ sự dịu dàng và thấu hiểu dần dần. Về gia đạo, người tuổi Quý Mão nên chú ý đến việc duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Sự nhạy cảm và khả năng ngoại giao của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng giải quyết những xung đột hoặc mâu thuẫn, giữ cho không khí gia đình luôn ấm áp và đầy yêu thương. Hãy dành thời gian cho gia đình, quan tâm đến cảm xúc của từng thành viên và đừng ngần ngại thể hiện sự yêu thương qua những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Ứng dụng phong thủy trong đời sống hàng ngày. Phong thủy, một nghệ thuật cổ xưa, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự hài hòa giữa con người và môi trường sống. Đối với người tuổi Quý Mão, phong thủy không chỉ là cách để cải thiện vận may mà còn giúp họ giữ được sự cân bằng trong cuộc sống, mang lại sự bình yên và thịnh vượng. Một trong những nguyên tắc cơ bản của phong thủy là đảm bảo sự hài hòa giữa các yếu tố ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, trong không gian sống. Người tuổi Quý Mão, mang mệnh kim, cần chú trọng đến việc cân bằng các yếu tố này để gia tăng năng lượng tích cực và thu hút may mắn. 1. Màu sắc và trang trí. Màu sắc là một yếu tố quan trọng trong phong thủy, ảnh hưởng lớn đến cảm xúc và năng lượng của con người. Đối với người tuổi Quý Mão, các màu sắc như trắng, xám, bạc và vàng nhạt, những màu thuộc hành kim, sẽ giúp tăng cường năng lượng cá nhân, tạo ra sự ổn định và cảm giác an toàn. Những gam màu này có thể được sử dụng trong trang trí nội thất, chẳng hạn như màu sơn tường, rèm cửa hay chăn ga gối. Tuy nhiên, để tạo sự cân bằng, bạn cũng nên kết hợp các màu sắc của hành thổ như nâu, vàng đất hoặc hành thủy như xanh lam, đen để hỗ trợ mệnh kim. Chẳng hạn, bạn có thể thêm vào một vài chậu cây xanh, hành mộc hoặc các vật dụng bằng gốm sứ, hành thổ để tạo nên sự hài hòa và mang lại cảm giác tươi mới cho không gian sống. 2. Sắp xếp không gian sống. Việc sắp xếp không gian sống cũng là một phần quan trọng trong phong thủy. Người tuổi Quý Mão nên chú ý đến việc giữ gìn ngôi nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng và thoáng đãng. Một ngôi nhà không có lộn xộn, với luồng khí lưu thông tốt, sẽ giúp năng lượng tích cực lưu chuyển dễ dàng, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Ngoài ra, bạn nên tránh để những vật dụng sắc nhọn, rỉ sét hay bị hỏng hóc trong nhà,
vì chúng có thể tạo ra năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Hãy loại bỏ hoặc sửa chữa những món đồ cũ kỹ, không sử dụng để tránh tích tụ năng lượng tiêu cực. 3. Vị trí đặt giường ngủ và bàn làm việc. Trong phong thủy, giường ngủ và bàn làm việc là hai vị trí quan trọng nhất trong nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Đối với người tuổi Quý Mão, giường ngủ nên được đặt ở vị trí mà đầu giường hướng về phía Bắc hoặc Đông Bắc, vì đây là những hướng tốt cho mệnh kim, giúp mang lại giấc ngủ ngon và tăng cường sức khỏe. Bàn làm việc cũng nên được đặt ở vị trí thoáng đãng, có ánh sáng tự nhiên và hướng ra cửa để thu hút năng lượng tích cực. Tránh ngồi quay lưng lại với cửa, vì điều này có thể tạo cảm giác bất an và giảm hiệu quả làm việc. Nếu không thể thay đổi vị trí, bạn có thể đặt một tấm gương nhỏ trên bàn để phản chiếu hình ảnh của cửa, giúp hóa giải tình huống này. Sử dụng các vật phẩm phong thủy để bảo vệ sức khỏe và tài sản. Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy trong nhà không chỉ giúp gia tăng may mắn, mà còn bảo vệ sức khỏe và tài sản của gia chủ. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể cho người tuổi Quý Mão. 1. Cây phong thủy. Cây xanh không chỉ mang lại sự tươi mát mà còn giúp thanh lọc không khí và thu hút năng lượng tích cực. Đối với người tuổi Quý Mão, cây phong thủy như cây kim tiền, cây lưỡi hổ hay cây phú quý sẽ rất phù hợp. Đặt chúng ở các góc phòng hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp tăng cường vận may tài chính và giữ gìn sức khỏe. 2. Đá phong thủy. Đá phong thủy có khả năng điều hòa năng lượng và bảo vệ sức khỏe. Người tuổi Quý Mão có thể sử dụng các loại đá như thạch anh trắng, thạch anh vàng hoặc đá mã não để tăng cường vận khí. Những viên đá này có thể được đặt ở góc Tây Bắc hoặc Đông Bắc của ngôi nhà để kích hoạt sự giàu có và bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. 3. Bể cá phong thủy. Bể cá là một biểu tượng mạnh mẽ trong phong thủy, đại diện cho sự thịnh vượng và phát đạt. Đối với người tuổi Quý Mão, đặt một bể cá nhỏ ở hướng Đông Nam, hướng của tài lộc, sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài chính. Tuy nhiên, hãy chắc chắn rằng bể cá luôn sạch sẽ và cá luôn khỏe mạnh, vì bể cá bẩn hoặc cá chết có thể mang lại vận xui. 4. Chuông gió. Chuông gió không chỉ là vật trang trí mà còn giúp điều hòa năng lượng trong nhà. Âm thanh từ chuông gió giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và thu hút năng lượng tốt. Người tuổi Quý Mão có thể treo chuông gió ở cửa ra vào hoặc cửa sổ, đặc biệt là ở những nơi có dòng khí không tốt để tăng cường sức khỏe và tài lộc. Cách ứng dụng tỏi trong phong thủy. Tầm quan trọng của việc sử dụng tỏi trong phong thủy cho người tuổi Quý Mão. Tỏi, từ lâu đã được biết đến không chỉ như một loại gia vị trong nhà bếp mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ, có khả năng trừ tà và xua đuổi năng lượng tiêu cực. Đối với người tuổi Quý Mão, việc sử dụng tỏi trong phong thủy có thể mang lại nhiều lợi ích, giúp bảo vệ gia đình và thu hút tài lộc. Người tuổi Quý Mão, với tính cách nhạy cảm và tinh tế, có xu hướng dễ bị ảnh hưởng bởi những năng lượng xấu từ môi trường xung quanh. Tỏi, với đặc tính mạnh mẽ, có khả năng hóa giải những tác động tiêu cực này, giữ cho không gian sống luôn được bảo vệ và thanh lọc. 1. Trừ tà và hóa giải năng lượng xấu. Một trong những công dụng chính của tỏi trong phong thủy là khả năng trừ tà và hóa giải năng lượng xấu. Người tuổi Quý Mão có thể sử dụng tỏi để bảo vệ gia đình khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường xung quanh, như những luồng khí xấu, xung đột năng lượng hay thậm chí là những lời đồn đại không hay. 2. Tăng cường vận may và tài lộc. Tỏi không chỉ có khả năng bảo vệ mà còn giúp tăng cường vận may và tài lộc. Đặt tỏi ở những vị trí phù hợp trong nhà sẽ giúp kích hoạt các khu vực tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Các mẹo cụ thể về cách đặt tỏi trong nhà để bảo vệ gia đình và thu hút tài lộc. 1. Đặt tỏi ở cửa ra vào. Một trong những vị trí quan trọng nhất để đặt tỏi là cửa ra vào. Cửa ra vào là nơi năng lượng từ bên ngoài vào nhà. Do đó, đặt một vài tép tỏi hoặc một bó tỏi nhỏ ngay cạnh cửa sẽ giúp ngăn chặn năng lượng xấu và bảo vệ gia đình. Bạn có thể treo một bó tỏi ở tay nắm cửa hoặc đặt một chậu tỏi ở lối vào nhà. Điều này không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động tiêu cực mà còn thu hút năng lượng tích cực, tạo ra một không gian sống an toàn và thịnh vượng. 2. Đặt tỏi trong nhà bếp. Nhà bếp được coi là trái tim của ngôi nhà, nơi duy trì sự sống và sức khỏe của gia đình. Đặt tỏi trong nhà bếp sẽ giúp thanh lọc không khí, bảo vệ sức khỏe của gia đình và đảm bảo sự thịnh vượng. Người tuổi Quý Mão có thể đặt một nhánh tỏi tươi trên bếp hoặc trong tủ lạnh để hóa giải khí xấu và tăng cường vận may. 3. Đặt tỏi trong phòng khách. Phòng khách là nơi tụ tập của các nguồn năng lượng và cũng là nơi gia đình và bạn bè thường xuyên qua lại. Đặt tỏi trong phòng khách
chẳng hạn như trên bàn hoặc trong một góc phòng, sẽ giúp duy trì sự hài hòa và bảo vệ gia đình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Đối với người tuổi Quý Mão, điều này cũng giúp tăng cường mối quan hệ gia đình và tạo ra một không gian sống ấm cúng, hòa thuận. 4. Đặt tỏi dưới gối hoặc trong tủ đầu giường. Đối với phòng ngủ, việc đặt tỏi dưới gối hoặc trong tủ đầu giường có thể giúp bảo vệ giấc ngủ và mang lại sự bình an. Đặc biệt, người tuổi Quý Mão với tính cách nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi năng lượng xấu, nên đặt một nhánh tỏi nhỏ dưới gối để đảm bảo giấc ngủ sâu và không bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ xấu. 5. Đặt tỏi ở những góc nhà hoặc nơi ít được sử dụng. Những góc nhà hoặc những nơi ít được sử dụng thường là nơi tích tụ năng lượng tiêu cực. Đặt một vài tép tỏi ở những vị trí này sẽ giúp hóa giải khí xấu và duy trì sự trong lành của không gian sống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người tuổi Quý Mão, giúp họ duy trì một môi trường sống lành mạnh và tránh xa những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Thưa quý vị, trong kinh doanh, việc lựa chọn đối tác phù hợp là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của một dự án hay một chiến lược. Đối với người tuổi Quý Mão, việc tìm kiếm đối tác không chỉ dựa trên năng lực hay tài chính mà còn phải cân nhắc đến yếu tố tương hợp về tính cách và phong thủy. Mỗi con giáp mang những đặc điểm riêng biệt, và khi kết hợp với tuổi Quý Mão, sẽ tạo ra những tương tác khác nhau. 1. Kết hợp với tuổi Tý. Người tuổi Tý thường thông minh, nhạy bén và có khả năng thích ứng cao trong môi trường kinh doanh. Khi kết hợp với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể trở nên rất hiệu quả nếu cả hai biết tận dụng ưu điểm của nhau. Tuổi Tý có thể giúp tuổi Quý Mão đưa ra những quyết định sáng suốt và nhanh chóng hơn, trong khi tuổi Quý Mão mang lại sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Tý có thể quá nhanh nhạy, dễ dẫn đến những quyết định vội vàng. Điều này cần được cân bằng bởi sự cẩn trọng và tính toán kỹ lưỡng của tuổi Quý Mão. Đây là một mối quan hệ đối tác có tiềm năng, nhưng cần sự tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ trách nhiệm một cách rõ ràng. 2. Kết hợp với tuổi Sửu. Người tuổi Sửu được biết đến với sự chăm chỉ, kiên định và đáng tin cậy. Khi hợp tác với người tuổi Quý Mão, tuổi Sửu sẽ mang lại một nền tảng vững chắc và ổn định cho bất kỳ dự án nào. Sự chăm chỉ của tuổi Sửu kết hợp với sự tinh tế và khéo léo của tuổi Quý Mão có thể tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và hiệu quả. Tuy nhiên, tuổi Sửu có xu hướng bảo thủ và đôi khi thiếu linh hoạt, trong khi tuổi Quý Mão lại khá nhạy bén và thích sự thay đổi. Để hợp tác thành công, cả hai cần học cách lắng nghe và điều chỉnh theo quan điểm của nhau. Mối quan hệ này sẽ phát triển tốt đẹp nếu cả hai đều kiên nhẫn và biết cách sử dụng điểm mạnh của mình để bù đắp cho những điểm yếu của đối tác. 3. Kết hợp với tuổi Dần. Người tuổi Dần thường mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo tự nhiên. Hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể đầy thách thức nhưng cũng mang lại nhiều cơ hội phát triển. Tuổi Dần có thể thúc đẩy dự án tiến lên với tốc độ nhanh chóng, trong khi tuổi Quý Mão sẽ giúp duy trì sự hài hòa và kiểm soát các chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ của tuổi Dần có thể gây áp lực lên tuổi Quý Mão, dẫn đến căng thẳng nếu không có sự điều chỉnh hợp lý. Cả hai cần học cách thấu hiểu và tôn trọng không gian cá nhân của nhau, đồng thời biết khi nào nên kiên định và khi nào nên mềm mỏng. Đây là một mối quan hệ hợp tác có tiềm năng cao, nhưng đòi hỏi sự linh hoạt và khéo léo trong quản lý. 4. Kết hợp với tuổi Mão. Khi hai người tuổi Mão hợp tác với nhau, mối quan hệ này thường rất hòa thuận và mang lại sự hỗ trợ lẫn nhau tuyệt vời. Cả hai đều có sự tinh tế, nhạy cảm và khéo léo trong giao tiếp, giúp họ dễ dàng hiểu và đồng cảm với nhau. Điều này tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và đầy sáng tạo. Tuy nhiên, cả hai cần cẩn trọng để không rơi vào tình trạng quá phụ thuộc vào nhau, dẫn đến thiếu quyết đoán khi đối diện với các quyết định quan trọng. Sự tương đồng trong tính cách có thể là con dao hai lưỡi, vừa là điểm mạnh, vừa có thể trở thành điểm yếu nếu không biết cách quản lý. Cả hai nên cùng nhau đặt ra những nguyên tắc rõ ràng và kiên định trong công việc để đạt được kết quả tốt nhất. 5. Kết hợp với tuổi Thìn. Người tuổi Thìn thường mang trong mình sức mạnh, sự tự tin và tham vọng lớn. Khi hợp tác với người tuổi Quý Mão, sự kết hợp này có thể mang lại sự đột phá và thành công lớn trong kinh doanh. Tuổi Thìn có khả năng dẫn dắt dự án với tầm nhìn xa, trong khi tuổi Quý Mão mang lại sự ổn định và chăm sóc cho các chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, tuổi Thìn cần cẩn thận để không lấn át tuổi Quý Mão, vì điều này có thể dẫn đến xung đột. Tuổi Quý Mão cần phải biết cách giữ vững lập trường và không để mình bị cuốn theo ý kiến của đối tác một cách mù quáng. Sự tôn trọng lẫn nhau và sự phân chia rõ ràng vai trò trong công việc sẽ là chìa khóa để mối quan hệ này phát triển bền vững.
6. Kết hợp với tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ thường có trực giác mạnh mẽ, khôn ngoan và bí ẩn. Khi hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể rất ăn ý nếu cả hai biết tận dụng những điểm mạnh của nhau. Tuổi Tỵ có thể đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng, trong khi tuổi Quý Mão giúp thực hiện các kế hoạch đó một cách khéo léo và tinh tế. Tuy nhiên, sự kín đáo và đôi khi thâm trầm của tuổi Tỵ có thể làm cho tuổi Quý Mão cảm thấy khó hiểu và thiếu đi sự tin tưởng. Cả hai cần phải xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự giao tiếp cởi mở và minh bạch để tránh những hiểu lầm không đáng có. Mối quan hệ này sẽ phát triển tốt nếu cả hai đều tôn trọng không gian cá nhân và biết cách hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn. 7. Kết hợp với tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ thường năng động, yêu tự do và có tinh thần phiêu lưu. Hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể mang lại sự sáng tạo và đổi mới trong công việc. Tuổi Ngọ luôn sẵn sàng thử thách bản thân và đưa ra những ý tưởng táo bạo, trong khi tuổi Quý Mão giúp kiểm soát những rủi ro và đảm bảo rằng các kế hoạch được thực hiện một cách cẩn thận. Tuy nhiên, tính cách năng động của tuổi Ngọ đôi khi có thể khiến người tuổi Quý Mão cảm thấy bị cuốn vào những thay đổi liên tục và thiếu ổn định. Để hợp tác thành công, cả hai cần có sự cam kết và đặt ra những mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu. Tuổi Ngọ cần phải biết kiềm chế sự nóng vội của mình, trong khi tuổi Quý Mão cần học cách thích nghi và chấp nhận những thay đổi cần thiết. 8. Kết hợp với tuổi Mùi. Người tuổi Mùi thường nhẹ nhàng, tinh tế và có khiếu nghệ thuật. Hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này thường rất hòa hợp và mang lại sự bổ sung tuyệt vời cho nhau. Tuổi Mùi có thể tạo ra những ý tưởng sáng tạo, trong khi tuổi Quý Mão giúp biến những ý tưởng đó thành hiện thực một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cả hai đều có tính cách nhẹ nhàng và đôi khi thiếu quyết đoán. Điều này có thể dẫn đến tình trạng trì hoãn hoặc thiếu quyết liệt trong công việc. Để mối quan hệ này phát triển tốt đẹp, cả hai cần học cách đưa ra những quyết định nhanh chóng và dứt khoát khi cần thiết. Sự phối hợp nhịp nhàng và sự chia sẻ trách nhiệm rõ ràng sẽ giúp cả hai đạt được thành công. 9. Kết hợp với tuổi Thân. Người tuổi Thân thường thông minh, lanh lợi và có khả năng giao tiếp tốt. Khi hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể trở nên rất ăn ý nếu cả hai biết tận dụng sự khéo léo của mình. Tuổi Thân có thể giúp tuổi Quý Mão mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm những cơ hội mới, trong khi tuổi Quý Mão giúp quản lý các chi tiết và giữ cho dự án đi đúng hướng. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn và đôi khi thiếu kiên nhẫn của tuổi Thân có thể khiến người tuổi Quý Mão cảm thấy áp lực. Để mối quan hệ này phát triển bền vững, cả hai cần phải tôn trọng sự khác biệt của nhau và biết cách phối hợp một cách linh hoạt. Sự tin tưởng và chia sẻ sẽ là chìa khóa để cả hai đạt được thành công. 10. Kết hợp với tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thường chăm chỉ, có tổ chức và luôn đặt mục tiêu cao. Hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này có thể rất hiệu quả nếu cả hai biết cách phối hợp và bổ sung cho nhau. Tuổi Dậu có thể giúp tuổi Quý Mão duy trì sự kỷ luật và tập trung vào mục tiêu, trong khi tuổi Quý Mão giúp tạo ra sự hài hòa và tránh những xung đột không cần thiết. Tuy nhiên, sự cầu toàn và đôi khi cứng nhắc của tuổi Dậu có thể đối lập với sự linh hoạt và tinh tế của tuổi Quý Mão. Để hợp tác thành công, cả hai cần học cách chấp nhận sự khác biệt và điều chỉnh theo quan điểm của nhau. Một môi trường làm việc dựa trên sự tôn trọng và chia sẻ sẽ giúp mối quan hệ này phát triển tốt đẹp. 11. Kết hợp với tuổi Tuất. Người tuổi Tuất thường trung thành, thẳng thắn và có tinh thần trách nhiệm cao. Khi hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này thường rất hòa thuận và mang lại sự tin cậy cao. Tuổi Tuất có thể giúp tuổi Quý Mão cảm thấy an tâm và được hỗ trợ trong mọi tình huống, trong khi tuổi Quý Mão giúp duy trì sự hòa thuận và tránh những mâu thuẫn không đáng có. Tuy nhiên, cả hai cần chú ý đến việc giữ cho mối quan hệ luôn mới mẻ và không rơi vào lối mòn. Tuổi Tuất đôi khi quá bảo thủ, trong khi tuổi Quý Mão cần sự thay đổi và linh hoạt. Để hợp tác thành công, cả hai cần phải biết cách làm mới mối quan hệ và luôn duy trì sự giao tiếp cởi mở. 12. Kết hợp với tuổi Hợi. Người tuổi Hợi thường hiền lành, nhân hậu và có lòng bao dung. Hợp tác với người tuổi Quý Mão, mối quan hệ này thường rất hài hòa và ít có xung đột. Tuổi Hợi có thể giúp tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu, trong khi tuổi Quý Mão mang lại sự tinh tế và khéo léo trong việc quản lý các chi tiết. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng của cả hai có thể dẫn đến thiếu quyết đoán khi đối diện với các quyết định quan trọng. Để mối quan hệ này phát triển tốt đẹp, cả hai cần học cách đưa ra những quyết định mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp cả hai đạt được thành công trong công việc.
Lời khuyên về việc chọn đối tác phù hợp trong kinh doanh để đạt được sự thành công. Khi lựa chọn đối tác kinh doanh, người tuổi Quý Mão nên tìm kiếm những đối tác có tính cách và phong cách làm việc bổ trợ cho mình. Đối tác lý tưởng cho người tuổi Quý Mão là những người có sự kiên định, chăm chỉ và đáng tin cậy như người tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Tuất. Những đối tác này sẽ giúp tạo ra một môi trường làm việc ổn định, hỗ trợ người tuổi Quý Mão trong việc thực hiện các kế hoạch dài hạn. Người tuổi Quý Mão cũng nên tìm kiếm những đối tác có khả năng sáng tạo và linh hoạt như người tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Ngọ để cùng nhau phát triển những ý tưởng mới mẻ và đầy tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng giữa sự sáng tạo và ổn định, đồng thời luôn giữ cho mối quan hệ hợp tác dựa trên sự tôn trọng và giao tiếp cởi mở. Cuối cùng, để đạt được sự thành công trong kinh doanh, người tuổi Quý Mão cần phải biết cách lựa chọn đối tác phù hợp với mục tiêu và phong cách làm việc của mình. Hãy tìm kiếm những đối tác có thể bổ trợ cho những điểm mạnh và yếu của bạn, đồng thời luôn duy trì sự linh hoạt và sẵn sàng học hỏi lẫn nhau. Khi cả hai cùng hướng tới một mục tiêu chung với sự quyết tâm và tinh thần hợp tác, thành công và thịnh vượng sẽ là điều tất yếu. Thưa quý vị, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Phúc Tử Tâm xin được chia sẻ cùng quý vị lời Phật dạy về chữ nhẫn. Trong giáo lý Phật giáo, chữ nhẫn được xem là một trong những đức tính quý báu nhất mà con người cần phải rèn luyện để đạt được sự an lạc và hạnh phúc. Nhẫn không chỉ là sự chịu đựng mà còn là khả năng kiểm soát cảm xúc, kiềm chế cơn giận và giữ cho tâm hồn luôn được thanh tịnh dù phải đối diện với những thử thách, khó khăn. Đức Phật từng dạy rằng, nhẫn nhục là con đường đi đến bình an. Ai giữ được chữ nhẫn trong lòng, người đó sẽ vượt qua mọi khó khăn mà không bị cuốn vào vòng xoáy của sự sân hận và phiền não. Đối với người tuổi Quý Mão, vốn có tính cách mềm mỏng, nhạy cảm và tinh tế, sự nhẫn nhịn và kiên nhẫn càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự mềm mỏng của họ là một lợi thế lớn trong việc xây dựng mối quan hệ, nhưng nếu thiếu đi chữ nhẫn, họ có thể dễ bị tổn thương bởi những sóng gió của cuộc đời. Câu chuyện về sự mềm mỏng và kiên nhẫn. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi, có một vị sư già sống trong một ngôi chùa đơn sơ. Vị sư này nổi tiếng trong làng vì đức tính hiền lành, kiên nhẫn và luôn biết cách đối mặt với mọi thử thách bằng lòng từ bi và trí tuệ. Một ngày nọ, trong làng xuất hiện một người đàn ông nóng tính, luôn thích gây sự và thách thức mọi người xung quanh. Ông ta nghe danh vị sư già và quyết định đến gặp để thử thách sự kiên nhẫn của ngài. Ông đến chùa và không ngần ngại sỉ vả, mắng chửi vị sư già với những lời lẽ cay độc. Vị sư già, dù bị xúc phạm nhưng vẫn điềm tĩnh lắng nghe, không hề phản ứng lại. Sau một hồi lâu, người đàn ông nóng tính cảm thấy chán nản vì không thể làm lay chuyển được vị sư. Ông ta bực tức hỏi, tại sao ngài không phản ứng gì khi bị tôi xúc phạm như vậy? Ngài không cảm thấy tức giận sao? Vị sư già mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, nếu có người mang đến cho ta một món quà mà ta không nhận, thì món quà đó vẫn thuộc về người tặng. Cũng như vậy, nếu ông mang đến cho ta sự giận dữ, nhưng ta không nhận lấy, thì sự giận dữ đó vẫn thuộc về ông. Nghe vậy, người đàn ông nóng tính chợt hiểu ra, sự giận dữ và sân hận của chính mình chỉ làm tổn hại bản thân, chứ không ảnh hưởng gì đến người khác nếu họ biết giữ lòng thanh tịnh. Từ đó, ông học cách kiềm chế bản thân và trở thành người hiền hòa, biết kiên nhẫn và cảm thông với mọi người xung quanh. Bài học từ chữ nhẫn. Câu chuyện về vị sư già và người đàn ông nóng tính là một minh chứng sống động cho sức mạnh của chữ nhẫn. Đối với người tuổi Quý Mão, chữ nhẫn không chỉ là sự chịu đựng trước những khó khăn mà còn là khả năng giữ cho tâm hồn mình được an lạc trong mọi hoàn cảnh. Khi đối mặt với thử thách, nếu bạn biết kiên nhẫn, giữ được sự bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối, bạn sẽ tìm ra con đường giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Quý Mão có thể áp dụng chữ nhẫn vào nhiều khía cạnh khác nhau. Trong công việc, khi đối diện với áp lực công việc, hãy nhớ rằng mọi khó khăn đều có cách giải quyết nếu bạn biết kiên nhẫn và giữ vững tinh thần. Đừng để sự căng thẳng làm bạn mất đi sự sáng suốt. Hãy từng bước xử lý từng vấn đề và tin rằng với sự nhẫn nại, bạn sẽ vượt qua mọi thử thách. Trong mối quan hệ, những mối quan hệ tình cảm, gia đình hay đồng nghiệp đều cần sự nhẫn nhịn và thấu hiểu. Khi gặp phải mâu thuẫn, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy lắng nghe và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Sự nhẫn nại sẽ giúp bạn giữ được hòa khí và xây dựng mối quan hệ bền vững. Trong việc chăm sóc sức khỏe, sức khỏe là tài sản quý giá nhất và việc duy trì sức khỏe cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Hãy kiên trì với những thói quen lành mạnh,
như ăn uống điều độ, tập luyện thường xuyên và giữ cho tâm trí luôn được thanh thản. Dù có những lúc cảm thấy mệt mỏi, đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài. Trong cuộc sống tinh thần, hãy duy trì sự nhẫn nhịn trong tâm trí, không để những điều nhỏ nhặt làm phiền lòng bạn. Khi bạn cảm thấy bất an hay lo lắng, hãy tìm đến sự bình an trong tâm hồn qua việc thiền định, cầu nguyện hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng. Sự nhẫn nại sẽ giúp bạn vượt qua mọi phiền muộn và đạt được sự an lạc trong tâm hồn. Lời Phật dạy về chữ nhẫn là một bài học vô giá cho tất cả chúng ta, đặc biệt là đối với người tuổi Quý Mão. Sự mềm mỏng và nhạy cảm của bạn là những phẩm chất quý báu, nhưng để chúng thực sự phát huy hiệu quả, bạn cần kết hợp chúng với lòng kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc. Khi bạn biết giữ được chữ nhẫn trong lòng, không có thử thách nào là không thể vượt qua, và không có niềm vui nào là không thể đạt được. Hãy áp dụng chữ nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, trong công việc, tình cảm, sức khỏe và tinh thần. Khi bạn sống với lòng nhẫn nhịn và sự kiên nhẫn, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Và hãy luôn nhớ rằng, sự bình an và hạnh phúc đích thực không đến từ những gì bên ngoài, mà từ chính tâm hồn tĩnh lặng và trái tim biết nhẫn nhịn của bạn. Tháng 8 âm lịch năm 2024 mang đến cho người tuổi Quý Mão những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và khả năng duy trì cân bằng trong cuộc sống. Qua từng phần của kịch bản, chúng ta đã khám phá sâu sắc về tính cách dịu dàng, tinh tế của người tuổi Quý Mão, cũng như cách mà những phẩm chất này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Chúng ta đã hiểu rõ rằng sự khéo léo trong công việc, kết hợp với khả năng ngoại giao tốt, sẽ giúp người tuổi Quý Mão thăng tiến và đạt được những thành tựu đáng kể. Đồng thời, việc áp dụng phong thủy đúng cách, từ việc sử dụng màu sắc, sắp xếp không gian sống đến việc đặt các vật phẩm phong thủy như tỏi, sẽ giúp gia tăng vận may và bảo vệ sức khỏe, tài sản của bạn. Chữ nhẫn trong lời Phật dạy cũng đã được nhấn mạnh như một bài học quý báu, giúp người tuổi Quý Mão học cách kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc và duy trì tâm hồn thanh tịnh trong mọi hoàn cảnh. Sự nhẫn nhịn không chỉ giúp bạn vượt qua những thử thách mà còn mang lại sự an lạc, bình yên trong cuộc sống. Hãy áp dụng những lời khuyên và bài học từ kịch bản này vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Dù là trong công việc, tình cảm hay sức khỏe, hãy luôn duy trì sự khéo léo và kiên nhẫn. Sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa tinh thần và thể chất, sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được sự thịnh vượng và hạnh phúc. Cuối cùng, nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và muốn tiếp tục nhận thêm nhiều thông tin bổ ích, đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn, mang đến những kiến thức phong thủy và tử vi giúp bạn cải thiện cuộc sống và đạt được những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn một tháng mới đầy may mắn và thành công.